Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Người tuổi Thân nói chung và tuổi Mậu Thân nói riêng rất ham học hỏi, có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch sắp tới. Với mong muốn, anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Trong tháng này, gia chủ Mậu Thân có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 30 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12, tức ngày 11 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải lưu ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là ngày 9 tháng 12, tức ngày 21 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12, tức ngày 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Thân, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định, là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Kỷ âm thổ gặp thân dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng cát lành cho những gia chủ tuổi Mậu Thân, nếu có cơ hội cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng đây cũng là một tháng tốt để tuổi Mậu Thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư,
cũng cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình, cẩn trọng không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 12, tức ngày 18 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Bính Dần. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hanh thông, rộng mở. Quý anh chị tuổi Mậu Thân cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, tháng này với những người làm kinh doanh khi may mắn đang đứng về phía bạn. Các hợp đồng, các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng bạn vẫn thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy bạn luôn cảm thấy rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, do xuất hiện kho tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc cũng không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể hoàn ứng. Có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa, bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí có khi bị thiệt hại vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Tân Sửu phải đối mặt. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Mậu Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Mậu Thân đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình đã trở thành một phần không thể tách rời. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 12 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương để con cái noi theo. Bạn đã sống quá lửa cuộc đời, đã biết cái gì là tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyên long, thân, tí, thìn. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, tăng cường sức khỏe, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường, chiếu tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Thân tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Nhắc nhở tuổi Mậu Thân cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bạn có thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyên nhân có thể là do trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng.
để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải tuổi Mậu Thân trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Còn bây giờ, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những đóng góp, ý kiến nho nhỏ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!